bạn hôm nay review phim sẽ đem đến cho các bạn những diễn biến kịch tính và hấp dẫn tiếp theo của bộ phim John Wick phần 2, một bộ phim hành động kịch tính do Chad Stahelski đạo diễn và director viết kịch bản. Nối tiếp phần 1 kể về một sát thủ đã nghỉ hưu nhưng buộc phải trở lại con đường máu lửa để truy tìm những kẻ đã giết chết con chó của anh, một món quà cuối cùng từ người vợ đã chết của anh. Phần 2 bắt đầu từ khung cảnh John Wick, Kinuris lái xe đến một kho hàng thuộc sở hữu của Aber Zamtazaso, Peter Tomase để lấy lại chiếc xe Mustang của mình. Abraham muốn trả thù John vì đã giết anh trai vigo và cháu trai Iosef của mình. John giết hết tất cả những tên cận vệ của Abraham trước khi cuối cùng lấy được chiếc xe của mình. Khi anh lái xe đi, một số tên của Abraham tấn công John. Chiếc xe của anh bị hư hỏng nặng khi những tên này đâm vào xe của anh. Nhưng Wick đánh bại từng người trước khi đi đến văn phòng của Abraham. Một khi đến đó, John rót cho Abraham và chính mình một ly rượu. Anh quyết định tha cho Abraham và đề nghị hòa bình. Abraham thắc mắc John có thể tìm được sự bình yên hay không. John trở về nhà với con chó không có tên mà anh đã lấy ở cuối phim trước anh gọi ở radio john legui ra để đến nhận chiếc xe dù có thể lái được nhưng là một cái xác hỏng tuy nhiên ở radio nói anh sẽ sửa chữa nó sau khi ở radio đi john chôn lại vũ khí và vàng của mình dưới xi măng mới tin rằng anh đã kết thúc cuộc sống sát thủ của mình anh xem một video trên điện thoại của chính mình và vợ quá cố helen brigitte nahan đêm hôm đó john được cái thăm bởi một sát thủ khác tên là santino di antonio Ricardo Camao, anh ta trình diện cho John một dấu hiệu là John đã trao cho anh ta khi anh hoàn thành nhiệm vụ và cuốt, bất khả thi và cuốt, cho phép John nghỉ hưu và với Helen. Dấu hiệu này biểu thị cho một lời thề máu buộc John phải thực hiện bất kỳ dịch vụ nào do Santino yêu cầu. John từ chối giúp Santino, dù biết hậu quả, Santino rời khỏi nhà John và lấy một khẩu AZVKN-37, đóng vai của súng phóng lựu để bắn lựu đạn phá hủy ngôi nhà của John. John và con chó thoát được, John đi đến khách sạn Continental để gặp Winston ian hane để thảo luận về dấu hiệu và những gì santino yêu cầu từ anh winston nói rằng dấu hiệu là một cam kết không thể phá vỡ trong xã hội bí mật của các sát thủ nếu john từ chối làm việc cho santino anh sẽ bị tất cả các sát thủ săn đuổi và giết winston cũng nói rằng anh không thể giúp john trốn thoát khỏi lời thề này john rời đi và để con chó trong sự chăm sóc của người quản lý khách sạn cha john lance seddic người cũng là một sát thủ john theo dấu santino và cuối cùng đồng ý làm một việc cho anh ta santino muốn john giết chị gái của anh ta gianna claudia Ezini, người sắp lên ngôi bản cao một nhóm các sát thủ quyền lực nhất thế giới santino muốn chiếm lấy vị trí của chị gái mình và trở thành một trong những người quyết định số phận của các sát thủ khác sau khi hoàn thành nhiệm vụ john bị tấn công bởi casian common người bảo vệ gianna và Emrys ruby rose người đứng đầu an ninh của santino john chiến đấu với họ và thoát khỏi roma với sự giúp đỡ của julius franco nero người quản lý của continental roma Julius cho John một viên su bạc, biểu tượng cho sự trợ giúp của khách sạn Continental, để anh có thể đi xe taxi đến sân bay. John trở về New York, nhưng bị Santino đặt một tiền thưởng lớn lên đầu anh. Tiền thưởng này được thông báo cho tất cả các sát thủ thông qua một hệ thống điện thoại bí mật. John phải chiến đấu với nhiều sát thủ khác muốn giết anh để nhận tiền thưởng. Anh tìm cách liên lạc với Bo Ezi King, Lawrence Fibune, một ông trùm tội phạm kiểm soát một mạng lưới các sát thủ ăn xin. John yêu cầu King giúp anh tiếp cận Santino kinh đồng ý giúp john với điều kiện anh ta sẽ trả một phần tiền thưởng cho kinh anh ta cung cấp cho john một khẩu súng và một số người hỗ trợ John xâm nhập vào bảo tàng nghệ thuật nơi santino đang ẩn náu anh chiến đấu với eris và các tay sai của santino trước khi đối mặt với chính santino trong cuộc đối thoại căng thẳng santino nói rằng anh ta đã làm cho john trở thành huyền thoại khi yêu cầu anh ta hoàn thành nhiệm vụ và cuốt bất khả thi và cuốt trước đây anh ta cũng nói rằng anh ta không bao giờ để cho john yên ổn và anh ta sẽ tiếp tục tăng tiền thưởng cho đến khi John chết. Chết Santino trong khách sạn Continental, vi phạm quy tắc của khách sạn và bị trục xuất khỏi xã hội bí mật. Winston, Ian Hane, người quản lý của khách sạn, không thể bỏ qua hành động của John. Anh ta nói với John rằng anh ta đã phạm phải tội ác không thể tha thứ và sẽ bị tất cả các sát thủ săn đuổi và giết. Anh ta cũng nói với John rằng anh ta không còn được sử dụng các dịch vụ của khách sạn Continental hay các tổ chức liên quan. John đã mất đi sự bảo vệ và ưu ái của xã hội bí mật. Winston cho John một khoảng thời gian ân hạn một giờ để chuẩn bị trước khi thông báo cho tất cả các sát thủ rằng John không còn được bảo vệ. Winston nói với John rằng anh ta có thể làm gì anh ta muốn trong một giờ, nhưng sau đó anh ta sẽ trở thành mục tiêu của hàng triệu sát thủ trên toàn thế giới. Winston cũng nói với John rằng tiền thưởng cho việc giết anh ta đã được tăng lên 14 triệu đô la. Winston nói với John rằng anh ta là người bạn của anh ta và anh ta mong anh ta sống sót. John rời khách sạn cùng con chó của mình, biết rằng anh sẽ phải chiến đấu để sống sót anh nhận ra rằng mọi người xung quanh anh đều có thể là sát thủ. Anh chạy đi trong khi nhìn vào đồng hồ đếm ngược thời gian ân hạn của mình. Anh biết rằng sau khi hết giờ, anh sẽ phải đối mặt với cuộc săn lùng khốc liệt nhất trong cuộc đời anh. Vậy diễn biến tiếp theo của bộ phim sẽ như thế nào? Hãy like, share và subscribe review phim để cập nhật các tập phim mới nhất nhé.